Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để chém gió, nói chuyện với các bạn về smart home. À, trong nội dung video hôm nay mình sẽ nói về meta, rồi là các cái nền tảng nhà thông minh ở Việt Nam cũng như là các cái xu hướng nhà thông minh trong tương lai. Thì um, đầu tiên mình sẽ nói về meta đi. Meta nó là một cái meta cái giao thức meta nó là một cái tiêu chuẩn. Uh, uh, chung cho các cái thiết bị uh, sử dụng trong nhà thông minh. Uh, các bạn có thể hiểu lôm la là nếu mà cái thiết bị của bạn nó được chứng nhận cái giao thức Meta có nghĩa là nó có thể cùng một lúc sử dụng được với nhiều cái nền tảng nhà thông minh khác nhau. Đấy, ví dụ như là nó vừa dùng được với uh, Apple Kit này, nó vừa dùng được với Google Google Home này, vừa dùng được với Amazon Alexa, vừa dùng được với Home Assistant rồi một loạt những cái nền à, 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 tảng nhà thông minh khác nữa, à, chứ nó không phải là một cái loại sóng nhá, nó không phải là một cái loại sóng như kiểu là sóng Zigbee hay là sóng uh, bluetooth hay là wi-fi đâu. À, cái giao thức mét thì nó chỉ là một cái tiêu chuẩn chung thôi chứ không phải là một loại sóng. tức là các cái thiết bị mà sử dụng mà được chứng chỉ bởi cái giao thức mét này nó vẫn có thể sử dụng những cái loại sóng cũ. À, ví dụ như nó vẫn dùng sóng wi-fi này, vẫn sử dụng sóng hay sử dụng bluetooth nhưng mà nó vẫn có mét có nghĩa là mét có nghĩa là khi mà các bạn nhìn thấy cái đấy cái cái nó được chứng nhận cái giao thức mét có nghĩa là nó có thể sử dụng được với nhiều cái nền tảng khác nhau tức là à, các bạn hiểu lôm na nó là như vậy đó vậy thì mét tàu này nó có những cái lợi ích gì à, đầu tiên là mình nói về góc độ người sử dụng đi thì nó sẽ có những cái lợi ích như thế này à, tức là khi mà lợi lợi ích đầu tiên đó là nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng hơn cho việc chọn mua các cái thiết bị nhà thông minh ví dụ như trước đây mình sử dụng Apple Kit chẳng hạn mình sẽ phải đi tìm mua những cái thiết bị mà nó được hỗ trợ Apple HomeKit thì mình mới mua à, ví dụ trong cùng một hãng nhé cùng một sản phẩm cùng là một cái đèn chẳng hạn nhưng mà có cái đèn thì lại có hỗ trợ Apple HomeKit và có cái đèn không hỗ trợ Apple HomeKit vì vậy là khi mà chúng ta như trước đây mình mua là mình phải kiểm tra xem là nó là cái loại này nó có hỗ trợ Apple Kit không thì bây giờ cái việc đấy khi mà nó đã hỗ trợ mê thì nó rất là đơn giản chúng ta chỉ cần nhìn thấy có cái logo Med thì có nghĩa là cái sản phẩm đấy nó hoàn toàn sử dụng được với cái hệ sinh thái nhà thông minh của các bạn đó đó là cái lợi ích đầu tiên trong việc chúng ta khi mà chúng ta chọn mua một cái sản phẩm nhà thông minh nó sẽ dễ dàng hơn rất là rất là nhiều cái lợi ích thứ hai đối với những người sử dụng nhà thông minh đó là cái giao thức Med này nó sẽ giúp chúng ta kết nối được các cái thiết bị nhà thông minh với cái nền tảng của mình sử dụng này, nó một cách rất là dễ dễ dàng nhất nó giống như, hẹt như cái cách mà chúng ta kết nối các cái thiết bị thông minh với app ổn kit ấy nếu như trước đây thì cái việc kết nối uh, giữa các thiết bị thông minh với nhà thông minh ấy thì app uh, Apple kit nó là một cái điểm mạnh của nó bởi vì nó cực kỳ dễ có nghĩa là các bạn chỉ cần đưa uh, cái cốt mà vào điện thoại các bạn quét một cái nó là áp vào ngay thì bây giờ cái việc đấy nó cũng sẽ xuất hiện ở trên tất cả những cái nền tảng khác ví dụ như google home bây giờ nếu mà các bạn áp các thiết bị mới ta vào thì nó cũng dễ như vậy cũng chỉ cần quét code thôi tức là cái việc thêm các thiết bị vào trong nhà là các cái nền tảng nhà thông minh nó rất là dễ à, nó dễ như cái việc mà chúng ta sử dụng app của homekit vậy đó là cái ưu điểm thứ hai à, cái ưu điểm thứ ba nữa đó là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể cùng một lúc sử dụng được nhiều cái nền tảng nhà thông minh ở trong cùng một căn nhà à, như ngày trước nếu mà các bạn sử dụng như mình sử dụng app của homekit chẳng hạn thì mình gần như là mình chỉ sử dụng app của homekit các cái thiết bị trong cái là tạo Apple Kit trong căn nhà thôi nhưng mà trong nhà mình nó có một số cái thiết bị nó không hỗ trợ Siri ví dụ như mình có một cái TV thông minh chẳng hạn hoặc là một cái TV box Android thì trên cái TV đấy nó lại chỉ Google hỗ trợ Google Assistant Assistant nữa đúng không? Thì mà mình không sử dụng Google Home vì vậy là cái chức năng Google Assistant nó bị bỏ phí ở trên những cái TV thông minh cũng như là cái Android box nhưng mà bây giờ nếu mà mình sử dụng một cái thiết bị Mate thì mình vừa có thể sử dụng uh, được uh, Apple Kit Nhưng mà mình vẫn có thể sử tận dụng được cái Google Assistant Ở trên những cái TV thông minh Cũng như những cái Android Box của mình uh, Mình sẽ lấy một cái ví dụ ở đây cho các bạn có thể tham khảo Chuyển điều hòa phòng khách sang chế độ lạnh yeah, some Tôi hiểu rồi, đang chuyển điều hòa sang chế độ lạnh tắt điều hòa phòng khách. Đang chuyển điều hòa chế độ qua cái ví dụ vừa rồi các bạn có thể thấy là mình vừa điều khiển được cái điều hòa của mình bằng cái Google Assistant ở trên cái TV cũng như là trên cái Android Box, nhưng mà cái điều hòa đấy cũng hoàn đồng thời cũng hoạt động ở trên app HomeKit và nó vẫn mọi thứ nó đều ok nó vẫn diễn ra bình thường nó không có vấn đề gì cả có nghĩa là bây giờ thay vì việc ngày xưa chúng ta một số sản phẩm chúng ta bắt buộc phải chỉ sử dụng được ở trong cái nền tảng đấy thôi thì bây giờ các bạn có thể trong cùng một căn nhà các bạn có thể sử dụng nhiều cái nền tảng nhà thông minh khác nhau tùy cái nhu cầu và cái sở thích của các bạn đó một cái lợi ích nữa của Met đối với người sử dụng đó là chúng ta có thể có rất là nhiều sự lựa chọn về các cái thiết bị nhà thông minh ở trong tương lai bởi khi các cái hãng sản xuất ấy, họ tham gia sản xuất các cái thiết bị hỗ trợ mết thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thiết bị để chúng ta lựa chọn thay vì trước kia đối với một số cái nền tảng nó chỉ có một vài thương hiệu chúng ta lựa chọn thôi thì bây giờ chỉ cần nó có chứng chỉ mết thì là uh, chúng ta có thể sử dụng được các thiết bị đấy đối với cái nền tảng nhà thông minh của các bạn rồi Đó. còn đối với những cái nhà sản xuất thiết bị thông minh thì meta nó mang lại cái lợi ích gì? À, mình thấy cái lợi ích lớn nhất của họ đó là họ sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn. Bởi vì bây giờ thay vì làm những cái sản phẩm hướng tới những cái đối tượng người sử dụng riêng biệt trong một cái nền tảng riêng biệt. Ví dụ như ngày xưa Aquara thì họ chỉ tập trung vào uh, Apple Kit nên là các sản phẩm của họ chỉ hỗ trợ Apple Kit thôi thì À, những cái người sử dụng những cái nền tảng khác ví dụ như là Google Home hoặc là Home Assistant các kiểu, kiểu ấy, họ à, rất khó để lựa chọn những cái sản phẩm Aquada chẳng hạn thì bây giờ nếu mà như bây giờ mình thấy là Aquada họ đã hỗ, bắt đầu hỗ trợ uh, Meta ấy, thì người dùng ví dụ như là Google Home hoặc là, là Amazon Alexa các kiểu họ hoàn toàn có thể mua những cái sản phẩm mà trước đây nó chỉ có trên Google uh, trên App Kit Đấy thì họ có thể mua và sử dụng. thì như vậy đồng nghĩa với việc là cái hãng Aquara họ bán được nhiều hàng hơn đấy và họ thống nhất được trong cái cái chuẩn giao tiếp tức là họ chỉ cần làm một cái sản phẩm nó có cái chuẩn đấy thôi là xong họ không cần phải nghiên cứu nhiều những cái sản phẩm dành cho những cái nền tảng khác nhau tức là tất cả mọi thứ họ chỉ cần tập trung vào mỗi một thứ một trong nó còn đơn giản trong cái việc khâu sản xuất nữa đó là những cái lợi ích của cái những cái nhà sản xuất đó là những cái lợi ích của Meta mà mình thấy đối với những người sử dụng và đối với những cái nhà sản xuất thiết bị vậy thì có bắt buộc chúng ta cần phải nâng cấp lên Meta hay không cho các thiết bị trong nhà chúng ta hay không thì à, à, theo mình ấy, thì nó sẽ có hai cái kiểu như này tức là nếu mà các bạn đang sử dụng nhà thông minh của bạn và các cái thiết bị của bạn nó hoàn hoàn toàn hoạt động OK À, trong cái nền tảng các bạn thì các bạn không nhất thiết các bạn cần phải thay những thiết bị cũ đấy bằng cái thiết bị mới mà nó hỗ trợ Meta bởi vì các bạn phải hiểu bản chất của Meta nó chỉ là khác về cái chuẩn giao thức thôi tức là nó có khả năng kết nối được với nhiều cái nền tảng khác nhau thôi nếu mà chúng ta ví dụ như mình đang sử dụng app của HomeKit rồi và mình không có nhu cầu sử dụng các cái sản phẩm có chức năng tương tự như vậy ở trên một cái nền tảng khác thì các bạn không cần phải mình không cần phải mình thay đổi cái vẫn một cái sản phẩm y hệt như vậy lên một cái sản phẩm mới mà nó chỉ hỗ trợ thêm cái giao thức meta thôi Đấy thì là không cần thiết bởi vì mình đâu có sử dụng những cái nền tảng khác nữa đâu nên là mình không cần nhất thiết phải như vậy tự nhiên phải thay cái mới để làm gì đúng không Đấy, trừ trường hợp là các cái thiết bị của các bạn nó không còn hỗ trợ nữa và cái thiết bị mới nó có thêm những cái tính năng mới Đấy, các bạn hiểu là cái tính năng mới nó khác với lại cái giao thức mới nữa. tức là những cái tính năng ví dụ như là một cái đèn nó có thêm mấy cái màu mới hoặc là như thế chẳng hạn thì chúng ta lúc đấy chúng ta mới cân nhắc để chúng ta mua đó còn nếu mà chức năng nó vẫn như hẳn như cũ mình chỉ mua để thêm được cái giao thức tạo mới mà chúng ta không dùng tới thì không cần thiết nên nó quá lãng phí trừ khi các bạn thừa tiền đó còn một cái đối tượng thứ hai đó là các bạn mua các cái thiết bị mới hoàn toàn thì theo mình là các bạn cố gắng mua được cái thiết bị mà nó có cái công nghệ, nghệ meta. bởi vì uh, nó sẽ dễ dàng cho việc chúng ta thay đổi trong tương lai. Ví dụ như uh, biết đâu sau này cái chúng ta có một cái loa của một cái tivi như vừa là anh nói nó lại hỗ, hỗ trợ Google Assistant chẳng hạn. Thì có phải là nếu mà cái thiết bị đấy nó hỗ trợ meta thì có thể mình sẽ sử dụng luôn cái uh, Google Assistant đấy mình ra lại cho cái loa để uh, cho cái thiết bị đấy được. ngoài cái việc sử dụng app 4 kit ra này ví dụ vậy thì nếu mà mua mới thì mình lên lên tìm kiếm được cái thiết bị mà nó hỗ trợ mết là hay nhất à, còn nếu mà à, trường hợp mà nếu mà cái món đồ các bạn nó ưng ý các bạn rồi nhưng nó không có hỗ trợ Meta tờ mà nó chỉ hỗ trợ cái nền tảng của các bạn thì cũng không bị gì cả chúng ta cứ mua thôi à, chúng cũng không nhất thiết là chúng ta phải quan trọng quá về cái việc mét tờ ở đâu có nghĩa là nếu mà được thì tốt nhất còn nếu không thì thôi nếu mà cái sản phẩm đấy ở trong cái hệ sinh thái của các bạn nó đã ok rồi thì nếu bạn cân nhắc là có lên mua hay không à, phải theo cái nhu cầu của bạn chứ đừng chỉ vì một cái chuẩn kết nối mà chúng ta à, tự nhiên chúng ta phải thay hết để làm gì cả đó đó là cái lời khuyên của mình cho các bạn đó là xong cái vấn đề về meta bây giờ mình sẽ nói về các cái nền tảng nhà thông minh mà đang thông dụng ở việt nam thì à, có lẽ là cái nền tảng mà thông dụng nhất ở việt nam mình biết thì có lẽ là cái nền tảng nhà thông minh tuya À, tại sao nó lại thông dụng nhất ở Việt Nam? Bởi vì là các cái thiết bị sử dụng à, cái nền tảng Tuia nó cực kỳ rẻ. À, đấy, tức là để xây dựng một cái nhà thông minh thì nếu mà rẻ nhất thì có lẽ là chỉ có nhà thôi. À, cái nền tảng này thì theo mình đánh giá thì nó chẳng có gì nổi bật cả ngoài cái giá rẻ này thì nó không có một cái gì nổi bật và cái chất lượng của nó cũng rất là tệ so với những cái nền tảng khác. Tất nhiên là trong cái hệ sinh thái nhà tôi nhà nó cũng có những sản phẩm tốt nhưng mà đa số đa phần thì chất lượng của nó rất kém và cái cái phần mềm tức là cái nền tảng nhà nó cũng không thông minh như những cái nền tảng khác à, ví dụ như là à, mọi cái automation của nó thì đều ở trên cloud à, tức là nó phải có cloud phải có internet nó mới chạy được này tất nhiên nó cũng có local nếu mà các bạn sóng dịch bi nhưng mà những automation mà phức tạp các thứ thì nó lại chạy ở trên cloud tức nó không hoàn toàn local tức là nó một dạng có một tí cloud có một dạng tí local nên là nó rất là là nếu mà các bạn không internet cái là, là tèo tức là mọi cái quan trọng các bạn đều không ở trong nhà các bạn mà nó ở trên mây đó đó là cái mà mình không thích mình thấy đây là một cái nhược điểm cực kỳ lớn của cái nền tảng này và cái thứ hai nữa là cái chất lượng sản phẩm của cái nền tảng các cái sản phẩm nhưng mà nó rất là tìm được một cái sản phẩm được chất lượng cực kỳ kém mà mình ở trong nhà mình cũng có một vài cái thiết bị tuya mình làm áp lên zigbee tuya nqt để sử dụng ở trên app ống thì mình chỉ sử dụng được những cái cảm biến cửa bởi vì cái cấu tạo nó đơn giản thôi còn những cái công tác mình không hề tin tưởng cái bọn tuya này và cái sóng zigbee của nó cũng kém hơn của bọn aqua rất là rất là nhiều có nghĩa là cái chất lượng sản phẩm của nó không đồng đều là một và thứ hai nó cũng kém hơn so với những cái bộ hãng khác nó chỉ nó có một cái ưu điểm đó là rẻ thôi và cái hệ thống automation của nó cũng rất là đơn giản nó không có gì phức tạp cả nó không làm được nhiều việc như là apple homekit cũng như là home assistant đâu à, nó cực kỳ đơn giản và cái lý do nó phổ biến đó là giá rẻ tức là cái uh, theo mình đánh giá là cái những cái uh, người mà tìm đến cái nền tảng này là bởi vì là giá nó rẻ thôi chứ không phải là vì chất lượng cũng như là không phải là vì chức năng đó đó là cái nền tảng đầu tiên mà mình thấy đó là Tuya ra à, cái nền tảng nhà thông minh phổ biến thứ hai mà mình thấy ở Việt Nam có lẽ là Home Assistant Home Assistant thì nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi và à, đa phần anh em mà chơi Smart Home lâu rồi thì sẽ chơi Home Assistant cái ưu điểm của Home Assistant đó là cái hệ thống automation của nó làm rất là nhiều việc và nó nó add, tức là các cái lượng thiết bị nó add vào cũng rất là nhiều tức là gần như các bạn sẽ add được tất cả mọi thứ vào nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó không dành cho những người bình thường hôm nó sẽ không dành cho những người bình thường bởi vì để sử dụng được hôm sẽ các bạn cần phải có kiến thức về it một chút đấy, không phải là một chút mà nhiều nếu các bạn dùng sâu là các bạn cần phải nhiều đây là những cái người bình thường ấy, gần như là người ta không sử dụng được chứ đừng nói đến việc cài đặt cái hôm nay nên là nó không phải là cái nền tảng dành cho nhiều người đấy, đấy. còn cái nền tảng thứ ba phổ biến ở việt nam mình thấy đó là Apple HomeKit Apple HomeKit thì mình nghĩ là cực kỳ là tuyệt vời à, Tức là bởi vì là cái việc sử dụng và cài đặt Apple HomeKit nó cực kỳ là dễ à, Và hệ thống automation nó cực kỳ mạnh Và cái khả năng mở rộng của nó cũng không thua kém gì Home Assistant cả Nếu mà các bạn sử dụng lâu, các bạn sử dụng sâu Apple HomeKit ấy, thì những cái gì mà Home Assistant làm được thì trên Apple HomeKit các bạn hoàn toàn có thể làm được và làm nó còn dễ hơn đó, là những cái điều sau một thời gian sử dụng mình thấy là như vậy thì Apple HomeKit nó có những ưu điểm như vậy tuy nhiên nó cũng có những điểm những điểm đầu tiên là các ở thời điểm hiện tại thôi nhé thì các thiết bị mà hỗ trợ Apple HomeKit ấy nó còn ít và giá thành nó khá đắt bởi vì để được chứng nhận hỗ trợ Apple HomeKit thì nó sẽ có những cái điều kiện như các bạn là sử dụng những cái đồ Apple các bạn biết ví dụ như cái cáp chẳng hạn để chứng chỉ MFI chẳng hạn thì nó cũng phải đạt được một cái tiêu chuẩn gì đấy nó mới được chứng nhận như vậy thì cũng tương tự như vậy đối với các cái thiết bị nhà thông minh mà đạt sử dụng được cái Apple Kit nó cũng phải được đạt một cái tiêu chuẩn gì đấy nên vì vậy nên là là nó có số lượng có hạn và giá thành nó đắt đấy nhưng mà cái điều này nó sẽ được thay đổi khi mà Meta nó xuất hiện và nó đang thay đổi rồi đấy các bạn ạ à. tức là nó đã, hiện tại nó đang có rất nhiều những cái uh, nhà sản xuất khác đã bắt tay vào sản xuất Apple Kit uh, các thiết bị mà hỗ trợ Meta có nghĩa là Meta đã hỗ trợ Meta thì có nghĩa là sẽ hỗ trợ Apple Kit đấy. thì cái việc điều lợi những điểm đó trong thời gian tới nó sẽ biến mất đó và cái nhược điểm thứ hai đó là nó chỉ sử dụng được đối với những cái người nào mà sử dụng những cái thiết bị của Apple thôi. Ví dụ các bạn sử dụng điện thoại Android các thứ thì là không thể nào sử dụng được với Apple Kit đúng không? Còn đối với Home Assistant hoặc là với Tuya thì các bạn có thể sử dụng được, còn Apple Kit thì các bạn không sử dụng được, đó là cái nhược điểm thứ hai. Nhược điểm thứ hai này thì không có cách là khắc phục được cả. Có nghĩa là các bạn bắt buộc là nếu các bạn đã xác định chơi Apple Kit thì các bạn phải thay đổi điện thoại các bạn. Đấy. Thay đổi loa các bạn. À, thì cái này không có cách là khắc phục. Còn cái khắc phục tối nhất là về sự đa dạng của thiết bị cũng như là về giá thành thì Meta lại nó sẽ là một cái game trên, tức là nó sẽ làm thay đổi cái điều đấy và chúng ta không còn phải lo lắng điều đấy nữa. Ngoài ba cái nền tảng mình vừa kể lên trên ấy, thì nó có những cái nền tảng khác cũng xuất hiện ở Việt Nam, ví dụ như Google Home, rồi là Amazon Alexa nhưng mà mình thấy nó không thông dụng lắm bởi vì mình đã sử dụng qua Google Home rồi thì mình thấy là cái dashboard của nó khá là khó sử dụng và nó cũng mọi thứ nó đều là liên quan đến cloud hết nên là mình thấy không ổn đấy còn Amazon Alexa thì mình chưa sử dụng nên mình cũng nói nhiều về nó một số những cái nền tảng độc quyền khác mình cũng chưa được sử dụng nên là mình cũng không có nhận xét gì về cái vấn đề này theo cái nhận định của mình ấy, tương lai cái thị trường smart home có lẽ là cái app của HomeKit nó sẽ là cái bùng nổ trong thời gian tới Đấy, bởi vì là những cái như mình nói tức là uh, cái lượng sử dụng các thiết bị Apple ở Việt Nam nó quá nhiều có nghĩa là ví dụ bây giờ các bạn thử đi ra ngoài đường mà xem các bạn sẽ nhìn thấy chỗ nào cũng có iPhone trẻ con cũng dùng iPhone người lớn cũng dùng iPhone rồi là máy tính MacBook các thứ là nó xuất hiện rất nhiều nơi và nó trở thành một một trong những cái món hàng mà thông dụng nhất bây giờ rồi à, nên là cái việc nó đã có sẵn cái nền tảng như vậy rồi thì cái việc mà sử dụng nhà thông minh của Apple nữa thì nó là điều tất yếu thôi nó không có gì cả mà. Và một cái ưu điểm nữa của nó đó là nó dễ sử dụng như vậy thì Apple HomeKit có thể nó sẽ trong thời gian tới nó có thể đó sẽ là cái nền tảng thông dụng nhất sau Tuya bởi vì uh, theo mình nghĩ là Tuya nó dần dần nó sẽ bị loại trừ bởi vì nếu mà các bạn đã sử dụng Tuya rồi, sau một thời gian chắc chắn là các bạn sẽ ức chế với nó. Mình đã có một số người bạn sử dụng cái nền tảng nhà Tuya và sau một thời gian người ta đã hối hận vì sử dụng cái nền tảng này và cái điều mà người ta muốn thay đổi đầu tiên đó là người ta muốn thay đổi sang cái nền tảng khác đó chính là Apple HomeKit đó thì mình nghĩ là đây có thể nó sẽ là cái xu hướng của sắp tới à, thì không biết là mình có nói đúng hay không nhưng mà đây là những cái nhận định của mình là như vậy bởi vì Apple HomeKit hiện tại nó đang chiến thắng ở trong cái mạng dễ sử dụng à, và cái lượng thiết bị mà hỗ trợ tức là cái nền tảng của nó là ví dụ như là iPhone rồi là MacBook cái thứ là nó đang hơn những cái nền tảng khác đó thì có thể thời gian tới nó sẽ chiến thắng ở trong cái cái nó sẽ trở thành một cái nền tảng mà thông dụng nhất bởi vì hôm ví như các bạn thấy là hôm Assistant thì nó quá khó sử dụng này quá khó cái là quá khó sử dụng tuya thì uh, chất lượng kém này và cái mức độ thú biến không có mức độ thú biến không có ví dụ các bạn muốn uh, thêm một cái camera của hãng ai mau hoặc là Dahua kiểu bạn làm sao thêm được vào trong túi nhà đúng không mức độ thú biến kém và automation đơn giản quá không hề phức tạp trên home kit thì nó có cả xuất cắt rồi có controller form kit rồi các bạn có thể sử dụng luôn cả máy mát để các bạn tạo automation nữa và có một cái một cái cực kỳ mạnh ở trên Apple Kit nữa là nó có tạo automation bằng việc mà SSH tới một thiết bị khác thì nếu mà các bạn mà muốn có nhu cầu các bạn có thể tạo một con server một con máy tính server riêng mà các bạn mở cái cổng, cổng NHH ra các bạn sử dụng cái Apple các bạn SSH vào cái máy đấy để các bạn tạo những cái automation thì nó cực kỳ là hay luôn đấy, thì nếu các bạn dùng lâu rồi các bạn sẽ mở rộng nó ra những cái đấy tức là Apple kit cái khả năng mở rộng của nó cực kỳ là mạnh luôn thì nó có lợi thế của Home Assistant là cái khả năng mở rộng cũng như là cái auto hệ thống automation mạnh và nó lại có khả năng uh, các cái thiết bị hỗ trợ của nó là nhiều rồi là cái việc dễ sử dụng dễ sử dụng thì không có nào dễ sử dụng bằng app HomeKit thì mình nghĩ trong tương lai app HomeKit có thể nó sẽ lên ngôi các bạn đó đó là cái suy nghĩ của mình trước khi kết thúc cái video này mình cũng có vài cái lời mong muốn nhắn gửi tới À, các cái nhà sản xuất thiết bị smart home Việt Nam mình nghĩ đây cũng là mong muốn chung của anh em chơi smart home ở Việt Nam thôi đó là mong muốn những cái nhà sản xuất smart home thiết bị smart home Việt Nam thay đổi cái chiến lược của mình à, như các bạn đã biết là hiện tại các cái hãng sản xuất thiết bị smart home Việt Nam ví dụ mình có thể kể tên như FPT này, Numi dạng đông một số những cái hãng khác nữa mình không sử dụng nên mình không rõ lắm thì họ thường có một cái chiến lược là như này tức là họ phát triển một cái nền tảng riêng của họ sau đó họ sản xuất ra các cái thiết bị mà nó chỉ sử dụng ở trong nền tảng đấy thôi và cái nền tảng smart home đấy nó cũng không cho phép áp các thiết bị bên ngoài vào cái điều này mình nghĩ nó xuất phát từ cái vấn đề lợi nhuận của họ có nghĩa là nếu mà họ tạo ra một cái hệ sinh thái smart home của riêng họ ấy, thì họ có thể bán được các cái sản phẩm của họ tốt hơn có nghĩa là khi các bạn đã dùng cái hệ sinh thái đấy rồi các bạn không thể sử dụng khác được và các bạn khi các bạn muốn nhu cầu nâng cấp thêm nhà hoặc nâng cấp thiết bị các bạn bắt buộc phải mua những sản phẩm của họ thì đây là một cái chiến lược mà tốt cho cái việc kinh doanh nhưng mà đối với người dùng thì nó không tốt tí, tí nào các bạn bởi vì đôi lúc là chúng ta à, cái sản phẩm của họ không đáp ứng đủ nhu cầu của chúng ta thì chúng ta có một cái nhu cầu khác hơn thì chúng ta không có cách nào để chúng ta thêm à, một cái sản phẩm Smart Home của hãng khác vào trong hệ sinh thái đấy được đấy, cũng như là khi mà chúng ta chuyển đổi cái hệ sinh thái à, hoặc chúng ta dùng một cái hệ sinh thái khác mà chúng ta muốn ủng hộ hàng Việt Nam chúng ta không thể mua cái sản phẩm đấy để chúng ta thêm vào trong hệ sinh thái đấy được thì đó là một cái nhược điểm đối với người sử dụng tức là nó gần như kiểu bị độc quyền ấy đấy, nó chính xác nó là kiểu độc quyền nó rất là khó tức là người sử dụng hoàn toàn bất lợi cái việc đấy thì mình hy vọng trong tương lai những cái nhà sản xuất smart home Việt Nam hãy nghĩ hay thay đổi chiến lược và nghĩ cho người sử dụng nhiều hơn nếu mà sản phẩm của các bạn tốt thực sự tốt thì chắc chắn là chúng tôi sẽ ủng hộ các bạn mình cũng rất muốn ủng hộ những cái sản phẩm make in việt nam nhưng mà hiện tại mình không làm cách nào để mình thêm được những sản phẩm vào trong cái hệ sinh thái nhà mình còn cái hệ sinh thái nhà của các bạn thì mình cũng không thể là sử dụng được bởi vì mình có những cái nhu cầu khác lớn hơn mình không thể làm làm mình không thể là thêm được hoặc là sử dụng chung nó được đó thì cái việc này mình nghĩ là trong tương lai là hoàn toàn có thể làm được rất dễ dàng bởi vì có chính là sự có mặt của meta của cái giao thức meta thì các cái nhà sản xuất smart home việt nam có thể tích hợp cái công nghệ này vào trong các cái sản phẩm của họ thì như vậy là các sản phẩm của họ có thể dùng chung được với các hệ sinh thái khác thì mình chắc chắn mình sẽ mua mình ủng hộ đó hoặc là cái hệ sinh thái của họ cho phép add các thiết bị khác qua cái giao thức meta thì lúc đấy mình sẽ sử dụng những ai mà đang sử dụng cái hệ sinh thái của họ rồi ấy, của việt nam rồi thì muốn thêm các sản phẩm đúng nhu cầu của mình thì có thể là mua thêm các sản phẩm đấy chứ không cần phải thay đổi cả một cái hệ sinh thái à, thì cái này sẽ tốt hơn cho người dùng rất là nhiều và nó sẽ công bằng hơn tức là khi đấy các bạn phải làm được những sản phẩm tốt thì các bạn chắc chắn các bạn sẽ được sẽ thành công. Còn nếu các bạn làm những sản phẩm dở thì các bạn chắc chắn là sẽ bị à và nó sẽ tốt hơn cho người dùng và nó sẽ công bằng hơn cho thị trường. Mình nghĩ là như vậy thì mình hy vọng là có thể những cái nhà sản xuất smart home Việt Nam có thể xem được cái video này và có thể suy nghĩ đến cái điều đấy. Thì nội dung video ngày hôm nay của mình có lẽ là mình sẽ dừng lại ở đây. À đây là hoàn toàn là những cái suy nghĩ của mình và cái công nghệ Meta cũng như là cái thị trường. Smart home nó sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai mình đây là những cái dự đoán của mình của, cũng là những cái suy nghĩ của mình. Thì các bạn thấy như thế nào về những cái suy nghĩ này của mình thì có thể comment bên dưới uh, bên video này để chúng ta cùng bàn luận nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.